Rồi, xin chào quý vị và các bạn trở lại với Trên Đồng Xe Hơi. Thì video này em cũng cập nhật nhanh cái giá bán chương trình khuyến mại của cái đầu xe Toyota Fortuner tại thị trường Bắc Ninh. Hiện nay thì từ đầu năm 2021 thì Toyota cũng đã thay đổi những cái chính sách tiếp cận khách hàng khi mà một số tỉnh địa phương mà mình có showroom rồi hoặc là khách hàng đang làm việc tại tỉnh địa phương thì có thể mua ở showroom ở tỉnh đó luôn. Ví dụ như là mình đang có hộ khẩu ở Bắc Ninh thì mình cũng không thể sang Hà Nội mua và cũng không thể về Bắc Giang mua được. Hay là khi mà chúng ta đang có hộ khẩu tại các tỉnh khác mà làm việc tại Bắc Ninh thì chúng ta đều có thể mua xe tại Toyota Bắc Ninh để tiết kiệm cái quãng đường di chuyển và công sức đi lại. Ok, thì video này thì em cập nhật cái chương trình khuyến mại của một số đầu xe Fortuner. Hiện nay thì Fortuner chúng ta bán và khoảng 7 phiên bản chính. Tuy nhiên thì bán chạy nhất và khoảng 3 đầu xe đều là máy dầu số tự động và có cả một cầu lẫn hai cầu nhé. Thì mình có đi lần lượt. Rẻ nhất là phiên bản một cầu số sàn 995 triệu đồng. Hiện nay thì trong tháng này, tháng 9 và tháng 10 tới thì phiên bản này bên em đang hỗ trợ tổng giá trị khuyến mại có thể lên đến vào khoảng 40 đến 45 triệu đồng. Quý anh chị có thể tham khảo thêm và cái mức giá lăn bánh với cái khuyến mại giá đó thì chúng ta chỉ lăn bánh vào khoảng chưa đến 1 tỷ mốt. Thật sự thì cái phiên bản này bán cũng không được quá nhiều so với thời điểm trước vì đa phần khách hàng mua phiên bản này là khách hàng chạy dịch vụ, mua số sàn để tiết kiệm cái chi phí bảo dưỡng và đi lại. Thì tình hình dịch bệnh cũng rất là căng nên rất khó các bác tài. Bán chạy nhất thì phải kể đến một cầu số tự động. Chúng ta có hai bản nhé. Nếu như phiên bản thường với mặt gợn sóng ở trên mặt ca lăng thì sẽ là 1.080.000 triệu đồng, đó là giá niêm yết. Và hiện nay chương trình khuyến mại cũng giống như phiên bản số sàn thì bên em khuyến mại vào khoảng 40 đến 45 triệu đồng. Đó là hai phiên bản một cầu mà bán chạy nhất và là phiên bản thường. Ngoài ra thì nếu chúng ta cố hơn một chút và khoảng hơn 100 triệu, chúng ta có một chiếc Legender số tự động một cầu. Tính năng trang bị option về ngoại thất em đánh giá đẹp hơn khá là nhiều. Và chương trình khuyến mại thì cũng khá rất là tốt khi mà chúng ta chỉ chênh so với hai đầu trên vào khoảng 40 triệu thôi. 1 tỷ 195, tức là chúng ta vào khoảng 1 tỷ 150 và lăn bánh vào khoảng 1 tỷ 250. Đó là gần như thì nó là ba đầu xe bán rất là chạy của Toyota Fortuner. Nói đến Legender thì em sẽ phân tích một chút là chúng ta có hai phiên bản Legender nhé. Hai cầu cao cấp nhất là 1 tỷ 426 triệu đồng và một cầu số động 1 tỷ 195 triệu đồng. Hai phiên bản Legender thì tương đương với hai đầu xe là Fortuner 2.8 hai cầu và Fortuner 2.4 một cầu. 2.8 hai cầu hiện nay đang là 1 tỷ 388 triệu đồng và chương trình khuyến mại cũng sẽ là 35 đến 40 triệu đồng giống như là các phiên bản khác. Nôm na là chúng ta sẽ có 4 phiên bản máy xăng và hai phiên bản em xin lỗi 4 phiên bản máy dầu và hai phiên bản máy xăng. Nôm na thì chúng ta có 5 phiên bản máy dầu nhé, một số sàn, hai phiên bản số tự động này, tương ứng với một cầu hai cầu, bản thường và bản Legender. Ngoài ra chúng ta có hai phiên bản 2.7 máy xăng một cầu là 1 tỷ 130 triệu đồng và phiên bản máy xăng hai cầu là 1 tỷ 230 triệu đồng. Tuy nhiên thì vì dịch bệnh nên cái đầu xe này khá là hiếm đó. Với những quý anh chị mà đang có nhu cầu mua xe, tìm hiểu xe hay có nhu cầu cần lái thử thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua online đính kèm trên màn hình. Vì từng cái mẫu xe như nào thì em đã làm video review và đánh giá rồi. Mình tham khảo lại trên cái trên Fortuner giúp em. Rồi điểm nhanh qua giá bán thôi thì hai mẫu máy xăng chúng ta được giảm khoảng 15 triệu nhé. Hai phiên bản máy dầu mà một cầu chúng ta sẽ được giảm vào 45 triệu đồng. Còn lại các phiên bản máy dầu và hai cầu giá cao thì chúng ta sẽ giảm vào khoảng 40 triệu. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.